Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 37. Chương 361. Người đầu tiên võ đạo nguyên thần. 2. Sắc mặt Vũ Thiên Tôn trầm xuống nói, các ngươi luyện khí 10 vạn tầng mới chỉ là giao luyện kỳ. Phía sau còn khấu quan lần 2, trùng lâu, giao trì, thần kiều, khấu quan lần 3. Sau đó mới có thể đạt tới phi thăng kỳ. Ta dốc hết tinh lực cả đời mới đưa võ đạo lên tới trùng lâu kỳ, tuổi thọ đã tới điểm cuối. Nếu các ngươi dương dương tự đắc như vậy, chỉ e đời này không thể thấy cảnh giới tiếp theo chứ nói chi là phi thăng. Đám người nguyên sư đạo lộ vẻ xấu hổ, Địch Võ Tiên lại lo lắng, dò hỏi, Vũ Thiên Tôn, tuổi thọ của ngài. Vũ Thiên Tôn thở dài nói, tư chất và ngộ tính của ta đều không phải tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào nghị lực mà đi tới ngày hôm nay. Năm xưa số người có tư chất thiên phú cao hơn ta nhiều không đếm xuể, chỉ có ta biết võ đạo, không ngừng tập trung tu luyện, không ngừng khổ tu, cuối cùng đột phá lên tiên thiên cửu cảnh. Nhưng khi tu luyện tới giao luyện kỳ, tự cảm thấy tuổi thọ đã hết. Đột phá lên khấu quan kỳ lần 2 mới thấy tuổi thọ đột nhiên tăng thêm, mới có thể tiếp tục đột phá. Hứa Ứng nói, khấu quan kỳ lần 2 là mở cửa huyền quan giáp tích, quan ải này được khơi thông thì có thể thêm dầu vào mạng. Vũ Thiên Tôn nghe vậy khen, mạng người như đèn dầu, dầu thắp hết thì đèn sẽ tắt. Thêm dầu vào đèn thì đèn đốt được càng lâu. Khấu quan kỳ tầng 2 sẽ thêm dầu vào mạng, cho nên ta có thể phá được trùng lâu, tu thành nguyên thần. Nhưng trùng lâu kỳ không tăng cường tuổi thọ của ta đã tới điểm cuối, chỉ còn mấy tháng thôi. Đám người Địch Võ Tiên, nguyên sư đạo đau buồn không thôi. Vũ Thiên Tôn cười nói, nhưng ta có thể trở thành người thứ hai trong võ đạo Bỉ Ngạn đột phá tới cảnh giới trùng lâu, cũng không uổng cuộc đời này. Hắn nhìn nhận rất thoáng về sinh tử, nói, Hứa Tiểu Hữu, trên huyền quan vĩ lư của ngươi có phong ấn nên không thể mở huyền quan. Ta đã tu thành nguyên thần, giúp ngươi mở huyền quan không thành vấn đề. Hứa Ứng nhắc nhở, Vũ Thiên Tôn, phong ấn huyền quan vĩ lư của ta là phù văn thiên đạo. Vũ Thiên Tôn nói, mở không khó. Hứa Ứng nói, phù văn thiên đạo rất lợi hại. Vũ Thiên Tôn gật đầu rồi nói, mở không khó. Hứa Ứng hít một hơi lạnh, chẳng lẽ một cao thủ võ đạo vừa tu thành nguyên thần là có thể xóa bỏ phong ấn thiên đạo. Y không thấy cảnh Địch Võ Tiên đấm một quyền đánh nổ đầu tượng đá thiên ý, nếu thấy đã không nghi ngờ. Hứa Ứng suy nghĩ trong phút chốc rồi nói, Vũ Thiên Tôn, ta muốn tự thử một lần, xem có thể dựa vào võ đạo tinh thần của bản thân phá giải phong ấn thiên đạo hay không. Nếu ta không làm được, đến lúc đó mời Vũ Thiên Tôn ra tay cũng không muộn. Vũ Thiên Tôn vui mừng nói, ngươi có quyết tâm như vậy, đương nhiên ta cũng tác thành. Trong võ đạo Bỉ Ngạn này đâu đâu cũng có công pháp võ đạo mà các tiền bối tiên hiền lưu lại, ngươi cũng có thể tu luyện. Hơn nữa bên ngoài Bỉ Ngạn chính là chiến trường cổ. Ngươi muốn kiểm nghiệm sở học thì cứ ra ngoài đó. Hắn mỉm cười nói, nếu ngươi muốn kiểm nghiệm với chúng ta cũng rất tình nguyện. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Vũ Thiên Tôn nở nụ cười thân thiện. Hứa Ứng nhìn sang phía đám người nguyên sư đạo, ai nấy sắc mặt ôn hòa, có vẻ cực kỳ mong đợi. Hứa Ứng nói, để ta học tập tuyệt học trong Bỉ Ngạn trước đã. Mọi người thấy hơi thất vọng, lập tức giải tán, tự đi làm việc của mình. Hứa Ứng đi tới trước một tấm bia đá, trên bia đá khắc một môn chiêu pháp võ đạo khác, cực kỳ thần diệu, tên là Cực Ý Tự Tại Công. Môn công pháp này chú trọng thân pháp, chủ nhân của bia đá nói tu luyện công pháp này có thể tăng cường tốc độ tới cực hạn, từ động tới tĩnh, lại tình tĩnh về động, cực ý tự tại. Hứa Ứng tìm hiểu dưới tấm bia đá, không bao lâu sau thân hình y rung nhẹ, một khắc sau đã xuất hiện cách đó mấy chục dặm rồi đột nhiên trở lại dưới tấm bia đá. Y bay lên trời, chân đạp không khí, thân hình dừng lại một chút rồi lao đi như cầu vồng xuyên qua không trung, chỉ lưu lại một vệt sáng phía sau. Biu. Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống, vệt sáng cũng theo sát tới nơi, đi vào trong cơ thể y. Y không nhịn được cảm khái, tu luyện võ đạo tới cuối cùng chính là thần thông. Vừa rồi y tu luyện Cực Ý Tự Tại Công đã như thần thông di hình hoán vị, so với thần thông hóa thành vệt sáng của luyện khí sĩ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mãnh liệt. Nhưng hình như môn Cực Ý Tự Tại Công này kém hơn Chiến Thần Bát Pháp một chút. Hứa Ứng so sánh hai pháp môn võ đạo, Cực Ý Tự Tại Công có thể tăng tốc lên mức không gì sánh nổi, thậm chí tạo thành ảo ảnh. Lưu lại vô số hư ảnh của bản thân, khiến đối thủ không biết đâu mới là thật. Nhưng so với Chiến Thần Bát Pháp,
cực ý tự tại công thiếu hụt tinh thần chiến đấu với thiên địa. Tuy sau khi tu thành cực ý tự tại công sẽ có thân pháp quỷ mị khó lường, rất ít người có thể làm bản thân bị thương, nhưng không còn tinh thần dũng mãnh. Có thể tu vi võ đạo sẽ tăng lên chậm hơn. Hứa Ứng đi tới môn võ học tiếp theo, môn võ học này được ghi trên một thanh kiếm gãy, chuôi kiếm đã được tinh lọc, không còn sát khí ngập trời, nhưng vẫn cực kỳ sắc bén. Hứa Ứng tới gần là cảm thấy có kiếm khí cắt vào cơ thể. Y giơ cánh tay lên, chỉ cảm thấy da thịt lún xuống tạo thành từng hố nhỏ, đó là kiếm khí và kiếm gãy tỏa ra. Hứa Ứng lại quan sát, đã thấy có đôi chút phong thái của thiên đạo kiếm ý. So với bát diện kiếm của Lý Tiêu Khách, kiếm ý này còn tinh khiết hơn nữa. Chẳng qua chiêu pháp của bát diện kiếm biến ảo khó lường, Lý Tiêu Khách cũng không phải hư danh. Hứa Ứng nhớ tới Lý Tiêu Khách, thầm nghĩ, không biết Thanh Bích cô nương có tìm thấy Lý Tiêu Khách không, đã báo được đại thủ hay chưa. Y học được thiên kiếm thập tam thức, so sánh một chút rồi lắc đầu nói, vẫn hơi kém hơn chiến. Thần bát pháp, y tiếp tục tới chỗ dấu vết mà cường giả võ đạo tiếp theo lưu lại. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác, Hứa Ứng đã tới võ đạo bỉ ngạn này hơn 2 tháng. Y tìm hiểu bia đá cuối cùng, trên bia đá là một môn quyền pháp võ đạo, mạnh mẽ bá đạo, nhưng vẫn không bằng chiến thần bát pháp. Hứa Ứng tiếp tục đi tới, không khỏi ngây ngẩn, chỉ thấy trước mặt không còn tuyệt học mà cường giả võ đạo lưu lại, chỉ có từng ngôi mộ hoang. Mặc cho ngươi tài hoa cái thế, mặc cho ngươi võ đạo vô song, đứng trước 5 tháng, cuối cùng chỉ là cát bụi. Địch Võ Tiên từ phía sau đi tới, thản nhiên nói, những tiền bối này đều đã qua đời. Hứa Ứng lặng lẽ đi tới khu mộ, quan sát bia mộ. Trong khu mộ đều là những cường giả đỉnh cao của thế giới này, tất cả đều có hào quang trong quá khứ nhưng trên bia mộ chỉ viết cái tên rất đơn giản, không có miêu tả gì khác. Hứa Ứng đi tới cuối khu mộ, dò hỏi, ngôi mộ của vị tiền bối sáng tạo ra chiến thần bát pháp ở đâu? Hắn không chôn ở đây. Địch Võ Tiên nhìn về phía xa nói, hắn là người đầu tiên tu thành nguyên thần, theo truyền thuyết hắn từ đây đi ra ngoài, không hề trở về. Hứa Ứng nhìn theo ánh mắt hắn, nơi đó âm khí tùm, không thấy điểm cuối. Vị cường giả đệ nhất trong võ đạo, đi vào cõi âm. Chương 362, nhưng nếu không có ánh sáng, 1. Cõi âm, Hứa Ứng nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn vào bóng tối vô tận. Từ khi hắn đánh chết thần linh ở khu ruộng tưởng ra, dường như y có mối liên kết chặt chẽ với cõi âm. Từ khi Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn, thế giới mà y quen thuộc đã trở nên khác biệt. Y gặp được Ngoan Thất, tới Thạch Sơn lại gặp Ngài Chuông, dính tới ân oán của Lý Tiêu Khách và Thanh Bích Tiên Tử. Do Chu Gia đuổi giết, gặp được Chu Tề Vân, dính tới bí ẩn Thượng Cổ Na Tiên bị ăn thịt. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới cõi âm. Chu Tề Vân độ kiếp phải tới cõi âm trấn nhiếp trước. Thiên Thần Điện cũng xây dựng ở lối vào cõi âm, không giống quản lý cõi âm mà như đang theo dõi cõi âm. Ta tránh né Chu Tề Vân, cùng Chu Tề Vân đi từ cõi âm tới vực Thương Ngô, leo lên Cửu Nghi Sơn. Hứa Ứng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới lúc Chu Tề Vân độ kiếp, Thiên Tử Âm Đình vác theo quan tài tới Vô Vọng Sơn xem thiên kiếp. Tiên thi trong quan tài chính là thi thể Thiên Tử Âm Đình, giữa mi tâm có dấu vết bát diện kiếm. Bát diện kiếm là vũ khí của Lý Tiêu Khách. Hiển nhiên Lý Tiêu Khách cũng quan sát cõi âm. Lão già u sầu thường xuyên tới cõi âm lấy mạnh bà thang, cõi âm cũng tham gia vào hành động phong ấn Hứa Ứng, thậm chí đóng vai trò then chốt. Từ phúc chủ đạo chuyện Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn, chắc chắn hắn có dính dáng tới cõi âm. Hứa Ứng thầm nghĩ, thiên địa ở Thần Châu đại địa bị phong ấn, cũng được giảng phong từ cõi âm. Hai bên bờ Nại Hà, tới nay cõi âm vẫn không ngừng va chạm với Dương Gian, chiếm đoạt đất đai Dương Gian. Nhưng do thiên địa giải phong ấn quá nhanh, không ngừng có thiên địa từng bị phong ấn thoát ra. Càng nhiều núi non mặt đất được trả lại cho Thần Châu nên chuyện cõi âm xâm lấn mới ít được chú ý. Nhưng tới giờ, cõi âm xâm lấn vẫn không dừng lại. Bao giờ cõi âm còn xâm lấn cả Thái Sơ thế giới? Rốt cuộc nơi này có cái gì mà khiến cõi âm ham muốn? Hứa Ứng chìm vào suy nghĩ. Rõ ràng nguyên thú thế giới là một khu vực màu mỡ, cho nên cõi âm xâm lấn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Thái Sơ thế giới là một thế giới cằn cỗi tới mức thiên thần còn chẳng muốn ăn, tại sao lại bị cõi âm xâm lấn? Y nhìn về phía chiến trường Thái Cổ xung quanh võ đạo bỉ ngạn, rõ ràng nơi này từng có một trận chiến tranh với quy mô kinh thiên động địa, phá hỏng cả thế giới này.
Địa điểm cõi âm xâm lấn chính là men theo chiến trường thái cổ này. Hiển nhiên trong chiến trường này có gì đó quái lạ. Địch Võ Tiên, người sáng tạo ra chiến thần bát pháp, rời khỏi thái sơ thế giới, muốn tìm kiếm phương pháp rời khỏi thế giới này hay là tìm kiếm nguyên nhân cõi âm xâm lấn? Hứa Ứng dò hỏi. Địch Võ Tiên lắc đầu nói, không biết. Sau khi hắn đi là chưa từng trở về. Có lẽ hắn đã tìm được con đường rời khỏi, cũng có thể hắn chết dọc đường. Địch Võ Tiên dừng lại một chút rồi nói, nếu ngươi đã học xong toàn bộ võ đạo, ngươi có thể ra ngoài kiểm nghiệm sở học. Ngươi thấu hiểu được toàn bộ võ học là có thể thử mở phong ấn của bản thân. Hắn chần chừ một chút rồi nói, phong ấn thiên đạo không phải quá lợi hại nhưng với tu vi của ngươi hiện tại, muốn phá giải cũng khá khó khăn. Nếu không mở được cũng không cần lo lắng, ta hay Võ Thiên Tôn đều có thể mở được. Hứa Ứng cảm tạ, đứng dậy đi ra ngoài võ đạo bỉ ngạn. Địch Võ Tiên tiễn hắn ra ngoài, Nguyên Sư Đạo khoanh tay lười biếng đi tới nói, Võ Tiên, bao giờ hắn mới là cảnh giới thải khí kỳ, còn chưa tới khấu quan. Với tu vi hiện giờ của hắn, vào chiến trường thái cổ vẫn hơi sớm. Huống chi chỉ dựa vào sức mình hắn tuyệt đối không thể mở được phong ấn thiên đạo. Địch Võ Tiên nói, Nguyên Sư, ngươi học hết võ học bỉ ngạn là mất bao lâu? Nguyên Sư Đạo nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng nói, thiên phú của ta rất cao, khá hơn Võ Thiên Tôn nhiều, tốn 200 năm học được toàn bộ pháp môn võ đạo của bỉ ngạn. Lúc đó ngoài Võ Thiên Tôn ra còn mấy lão quái vật vẫn ở dương gian, bọn họ xoa đầu ta, khen ta thông minh, nói tương lai thành tựu của ta sẽ không kém gì bọn họ. Địch Võ Tiên nói, ta học hết toàn bộ võ học mất 2 tháng, thấu hiểu đạo lý là mất 1 năm. Nguyên Sư Đạo kêu khẽ một tiếng, lúng ta lúng túng nói, ngươi là ta đưa vào, đương nhiên ta biết ngươi mất bao lâu, ngươi không cần nói với ta. Ta vẫn rất kiêu hãnh về ngươi. Địch Võ Tiên nói, năm đó ta tu luyện được toàn bộ võ học, Võ Thiên Tôn và một vị lão quái vật nói từ khi có bỉ ngạn tới giờ ta là người dùng ít thời gian nhất. Tư chất thiên phú của ta đều là vạn năm khó gặp, nhất định sẽ là Võ Tiên. Tương lai cho dù ta đạp nát hư không, phi thăng thành tiên, trở thành võ đạo đại đế, bọn họ cũng không kinh ngạc. Nguyên Sư Đạo vuốt râu quai nón trên mặt, nói, ta biết ngươi rất lợi hại, chẳng qua ngươi khiêm tốn một chút thì lợi hại hơn. Địch Võ Tiên thở dài, Hứa Ứng dùng thời gian 2 tháng học xong toàn bộ võ học, nhanh hơn ta 10 tháng. Nguyên Sư Đạo sắc mặt nghiêm nghị, nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, nói, hắn học được nhưng chưa chắc đã thấu hiểu được. Nếu muốn tinh thông toàn bộ võ học, ít nhất hắn cũng cần 1 năm nửa năm. Địch Võ Tiên nói, ngày đầu tiên tới bỉ ngạn đã lĩnh ngộ chiến thần bát pháp, ta cảm thấy hắn thấu hiểu đạo lý võ học cũng chỉ là nước chảy thành sông. Nguyên Sư Đạo suy nghĩ, tư chất ngộ tính của ngươi đã là vạn năm khó gặp, nếu hắn giống ngươi, thế chẳng phải là hai tên vạn năm khó gặp. Hắn lắc đầu nói, vạn năm khó gặp kiểu này thì nhiều quá. Địch Võ Tiên nói, hắn tới từ một thế giới khác, không khéo là thiên tài vạn năm khó gặp ở thế giới khác. Nguyên Sư, chắc chắn hắn sẽ mở được phong ấn thiên đạo. Nguyên Sư Đạo lắc đầu nói, chỉ dựa vào tu vi tiên thiên tầng 999. Hứa Ứng ra khỏi võ đạo bỉ ngạn, khoảnh khắc bước vào chiến trường thái cổ, lập tức cảm thấy từng cơn âm phong thổi tới người mình, lạnh lẽo tới thấu xương. Y thôi thúc võ đạo khí huyết, lập tức ngăn cản âm phong. Y quay đầu nhìn lại, võ đạo bỉ ngạn như hòn đảo hoang giữa chiến trường cổ xưa. Từng vị cường giả võ đạo phóng thích tinh khí thần chống cự âm khí nhiệt khí xung kích, như một ngọn lửa khiến lòng người ổn định. Hứa Ứng nhìn lên phía trước, chỉ thấy trong âm phong sát khí có từng luồng tinh khí tinh thần nhỏ bé lay động chập chờn, không thể nhìn rõ trong bóng tối. Chắc là cao thủ bỉ ngạn, bọn họ đối phó với cõi âm, chống lại sát ý, định tinh lọc chiến tường cổ này. Hứa Ứng yên lòng, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên một luồng âm phong thổi qua, giữa đống xương cốt đằng trước bỗng có một ánh lửa hiện lên trong một cái đầu lâu. Tiếp đó bộ xương di chuyển, tụ tập về phía đầu lâu, dần dần tạo thành một thân thể cao lớn. Hứa Ứng dừng bước, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bộ xương cao lớn đứng giữa sát khí và âm phong, khí tức bộc phát, như thần ma viễn cổ sống dậy. Đây là một bộ hài cốt chết trong chiến tường thái cổ, cao hơn 10 trượng, trên xương đều là lỗ thủng do âm phong và sát khí ăn mòn. Lọt gió khắp nơi, nhưng trên hài cốt lại có rất nhiều nơi không bị hao tổn. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, nhưng nếu không có ánh sáng, 2.
vì bên ngoài chỗ xương đó hiện lên đủ loại đường vân kỳ dị. Đó là bộ hài cốt này khi còn sống đã khắp đạo của mình lên xương cốt, cho dù hồn phi phách tán, máu thịt tan rã, xương cốt vẫn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hài cốt này đã bị cõi âm ảnh hưởng, vốn là vật chất, bây giờ lại như sống lại. Trên người nó khoác tấm áo bào rách dưới, sau lưng là mang theo khu vực hy di khủng khiếp nhưng đâu đâu cũng tàn tạ, cho dù là xương sọ cũng thiếu mất một góc, xương cốt trên người thiếu nhiều chỗ. Giết! Ý thức còn sót lại của nó tấn công tới, khiến võ đạo tinh thần của Hứa Ứng thua liểng xiểng. Cùng lúc đó, đường vân trên mi tâm nó sáng rực lên, ánh lửa bộc phát, là tam muội chân hỏa, như châm ngòi bom nổ, ầm ầm kéo đến. Hứa Ứng né tránh ánh lửa, trước mặt lại thấy có nắm đấm của bộ xương đập từ dưới lên. Nắm đấm như ngọn núi nhỏ trực tiếp đập lên người y, đánh y lăn lông lốc, ngã về phía sau. Bộ xương kia há miệng, lại một luồng tam muội chân hỏa tấn công tới. Hứa Ứng không cần suy nghĩ, lập tức phát động cực ý tự tại công, ngay khoảnh khắc sau đã đi xa mấy chục dặm, né tránh tam muội chân hỏa. Âm phong biến mất, sát khí tiêu tan, hơi ấm ập tới. Hứa Ứng quan sát bốn phía, hơi ngạc nhiên, không ngờ lại thấy bản thân đã trở về võ đạo Bỉ Ngạn. Y thấy hơi xấu hổ, không ngờ mình lại trốn về Bỉ Ngạn. Trong lòng ai cũng có nỗi sợ, ta cũng không phải ngoại lệ, nhưng vượt qua sợ hãi mới là dũng sĩ. Y hít một hơi dài, ngồi xổm người xuống, đột nhiên phát lực nhảy lên không trung, tung người hóa thành một ánh cầu vồng, xuất hiện trước bộ xương cách đó mấy chục dặm. Hay a, quyền ý của Hứa Ứng bộc phát, đấm ra một quyền, đánh về phía mi tâm của bộ xương kia. Bộ xương kia nhếch miệng, lẳng lặng cười một tràng, đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến ý còn sót lại cuốn tới như hồng thủy, xung kích võ đạo tinh thần của Hứa Ứng. Hứa Ứng cố thủ thái nhất, phát động thái nhất đạo dẫn công, tinh thần tập trung cao độ, mặc cho tàn niệm chiến ý của đối phương mạnh mẽ thế nào cũng không thể dung chuyển được tinh thần y. Đường vân trên mi tâm bộ xương lại sáng lên, tam muội chân hỏa bộc phát, bành trướng như phát nổ, đồng thời cánh tay thò ra, rút một món binh khí gãy nát dưới đất lên. Món binh khí gãy nát mang theo hung uy ngập trời, chém thẳng xuống Hứa Ứng. Hay! Hứa Ứng tập trung quyền ý, bỏ qua mọi thứ xung quanh, dốc toàn bộ năng lực đánh ra một quyền. Tam muội chân hỏa khuấy động dưới nắm đấm của y, tản ra xung quanh. Ngay tiếp đó một tiếng nổ lớn vang lên, quyền của y đánh trúng mi tâm bộ xương khô, một quyền đánh nát dấu ấn trên mi tâm, bộ xương khô mà năm tháng cũng không thể mài mòn lập tức nổ tung. Thân hình Hứa Ứng nương theo quyền này đánh thẳng tới đầu bộ xương, xuyên thủng đầu lâu trống rỗng, đánh tan sau ót, phá đầu chui ra. Trong hốc mắt của bộ xương khô, hai ngọn quỷ hỏa lụi tàn, cái đầu ầm một tiếng nổ tung. Bộ xương đổ xuống đất, đột nhiên một luồng âm phong bọc lấy tàn niệm của bộ xương, hóa thành một luồng khí đen, vêu một tiếng bay về phía Hứa Ứng, định, đoạt xá y. Hứa Ứng đợi tàn niệm của bộ xương bay tới gần, đột nhiên võ đạo tinh thần hòa lẫn với khí huyết, bộc phát như ánh nắng chói chang. Hào quang tỏa ra khắp bốn phía xung quanh y, tựa như vầng mặt trời dâng lên giữa đêm đen, thiêu đốt tàn niệm của bộ xương tới mức ầm một tiếng tan thành mây khói, không còn chút dấu vết nào. Hứa Ứng giơ bàn tay lên, chỉ thấy xương tay bên phải máu me đầm đìa. Quyền vừa rồi tuy dũng mãnh nhưng cũng làm tổn thương tới xương cốt của y. Y điều động võ đạo khí huyết, chữa trị da thịt xương cốt, tiếp tục đi về phía trước. Hạ giọng nói, địch võ tiên có thể dùng võ đạo diễn hóa ra ngũ bí trong thân thể lục bí, cho dù hắn bị thương cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Đáng tiếc, ta còn chưa tìm hiểu được ảo diệu của võ đạo. Hứa Ứng đi trong chiến tường hoang vu, chỉ thấy từng khúc xương khổng lồ đang bị thứ gì cuốn theo không biết, tụ tập với nhau, dồn dập chui khỏi mặt đất, sinh trưởng thành hình cái cây. Những gốc cây xương kia có cánh tay là cành, bàn tay là lá, đầu lâu là quả, lay động giữa âm phong, cành lá xào xạc. Mấy quả cây bên dưới cũng vui vẻ cười thành tiếng, vang vọng khắp nơi. Bốn phía càng ngày càng nhiều xương cây, hội tụ thành rừng. Trong bóng tối, có ma vật bám lên bộ xương, ca hát trong khu rừng xương khô, khuyên người đi chịu chết, tiếng ca thăm thẳm quyến rũ. Chết rồi trên không vua, không có ai bạo ngược, chết rồi dưới không thần, không có gì vất vả, chết rồi không bốn mùa, không nóng cũng không lạnh, chết rồi không ưu phiền. Không đau cũng chẳng đớn, nó như cô gái yểu điệu, thân hình xuyên qua giữa khu rừng xương đen tối, thò đầu ra từ sau gốc cây xương, giọng hát thăm thẳm, khoái hoạt thay. Khoái hoạt quá thay. Ta sinh ra có bờ, chết rồi lại không bờ, sinh thì muôn vàn khổ,
chết rồi vạn niềm vui. Sống không bằng chết, sống không bằng chết, chết nhanh đi, chết nhanh đi, chết nhanh đi, chết nhanh đi. Theo giọng hát của nó, Hứa Ứng như rơi vào một thế giới cực đông, sống lâu rồi chết, sau khi chết mới được giải thoát. Ta có võ đạo, có thể trừ bạo ngược, có thể giảm mệt nhọc, không quan tâm nóng lạnh đau khổ. Chỉ là hạng yêu ma quỷ quái mà định làm loạn đạo tâm của ta. Hứa Ứng tụ khí hành kiếm, kiếm khí bộc phát trong khu rừng xương cốt, từng luồng kiếm quang nhanh như sấm sét, đan xen vào nhau. Chỉ lát sau, khu rừng xương cốt sụp đổ, ma vật kia cũng bị kiếm ý của thiên kiếm chấn thành bột phấn. Hứa Ứng tiếp tục tiến tới, gặp đủ thứ ma vật kỳ quái. Đám ma vật này là cường giả chết trong chiến trường thái cổ, tàn hồn hoặc chấp niệm của họ gặp lực lượng của cõi âm, bị ăn mòn ma hóa, hoặc khởi tử hoàn sinh, hoặc tạo thành ma linh. Một lúc lâu sau Hứa Ứng mới tới gần ngọn lửa đầu tiên trong bóng tối, rất giống nơi có vùng đất thiên khiển. Còn cách xa y đã thấy một bóng người cao lớn đứng giữa khu vực hoang vắng, phạm vi mấy chục dặm trống rỗng, không có bất cứ âm phong hay ma khí nào có thể lan. Tới đây, khí huyết của thân hình kia đánh thẳng lên không trung, tạo thành áng mây khí huyết, bành trướng, rung động, chấn nhiếp đám ma vật âm u. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm. Trên người y đang có rất nhiều vết thương, cần chữa trị một lượt. Tại hạ Hứa Ứng, vừa tiến vào võ đạo Bỉ Ngạn, kiểm chứng võ đạo. Hứa Ứng đi tới nói, tu vi của tại hạ còn thấp, cần nhờ khí huyết của lão tiên sinh che chở, nghỉ chân. Y mới nói đến đây, đột nhiên ngây ngẩn. Chỉ thấy người đang đứng đó là một ông lão tóc trắng, thân thể cao lớn thẳng tắp, khí hương hỏa hùng hồn mạnh mẽ, võ đạo tinh thần dâng trào cuồn cuộn. Còn chưa tới gần mà Hứa Ứng đã cảm nhận được tinh thần hăng hái như người trời, dũng mãnh phấn chấn. Nhưng, ông lão tóc trắng này đã chết. Thân thể của ông đứng sừng sững tại đây, chấn nhiếp bốn phương, trở thành một ngọn đuốc bên ngoài võ đạo Bỉ Ngạn, chỉ đường cho người sau. Chương 364, Đao của Thiên Ý, Thân thể ngàn kiếp, 1. Hứa Ứng im lặng nhìn theo hướng ông lão đang nhìn, ở nơi đó có từng ngọn đuốc tinh khí thần thiêu đốt. Có lẽ là những cường giả võ đạo khác trước khi qua đời đã tới cõi âm, dùng thi thể của mình phát ra sức nóng. Nhưng nếu không có ánh sáng, thế thì trở thành ánh sáng. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, cho dù đã chết cũng phải thắp sáng thế giới. Đây là sự dũng mãnh của võ đạo, là tinh thần của võ đạo ư. Y ngồi xuống bên cạnh ông lão, lặng lặng cảm nhận tinh thần vũ dũng này. Một lúc lâu sau, khí huyết Hứa Ứng dâng trào, tinh khí thần hợp nhất hóa thành lực lượng cuồn cuộn, ập tới phong ấn thiên đạo trải rộng khắp tòa huyền quan. Trên tòa huyền quan thép đen kia phủ kín phù văn thiên đạo, lúc này dồn dập tỏa sáng. Cùng lúc đó, trong chiến trường thái cổ, một bức tượng đá đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng Hứa Ứng. Hứa Ứng, đợi được ngươi rồi. Trong những phù văn này có phù văn thiên ý, ngay khoảnh khắc Hứa Ứng chạm vào phù văn thiên đạo trên huyền quan, tượng đá thiên ý đã cảm ứng được. Hắn vẫn luôn lảng vảng ở phụ cận, đợi Hứa Ứng ra khỏi võ đạo Bỉ Ngạn. Không ngờ Hứa Ứng lại ở trong Bỉ Ngạn kia tới hơn 2 tháng. Trong thời gian đó tượng đá thiên ý cũng không nhàn rỗi, hắn rất muốn biết vì sao cõi âm lại xâm lấn một thái sơ thế giới nghèo nàn như vậy, vì vậy thiên ý đi thăm dò chiến trường cổ xưa này. Hắn là hình chiếu của thiên thần, bản thân cũng cực kỳ cường đại, nhưng ở trong chiến trường cổ này cũng liên tiếp gặp nạn, suýt nữa không thể sống sót ra ngoài. Hắn phát hiện rất nhiều thứ khiến hắn khiếp sợ, có những thứ vượt ngoài nhận biết của hắn, khiến hắn cũng cảm thấy không rét mà run. Cứ bắt Hứa Ứng trước rồi tới thăm dò huyền bí ở nơi này. Hứa Ứng đứng lên ngay bên cạnh vị cường giả võ đạo đứng sừng sững bất động, thi triển những tuyệt học mà mình lĩnh ngộ được trong thời gian này. Y thi triển một chiêu một thức thì lực lượng do tinh khí thần trong cơ thể tạo thành cũng thi triển biến hóa tương tự, tấn công phủ văn thiên, đạo phong ấn huyền quan. Hứa Ứng tập trung toàn tâm toàn ý phá giải phù văn, thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể cũng càng lúc càng cường đại. Thời gian từ từ trôi qua, hồn phách cũng bị điều động, hồn phách và thân thể hợp nhất, tinh khí hợp nhất. Từng phù văn thiên đạo bị y dung chuyển, lúc sáng lúc tối. Hứa Ứng có thể đọc hiểu được mỗi phù văn thiên đạo, y cũng biết mỗi vị trí sai lầm trong phù văn thiên đạo. Nhưng tu vi của y bị hạn chế trong thải khí kỳ, cho dù kiến thức của y cao thâm tới đâu cũng không có sức phá giải. Tốc độ công kích của Hứa Ứng càng lúc càng nhanh, lực công kích càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên y thở một hơi, hét một tràng dài, thi triển chiêu đầu tiên trong chiến thần bát pháp, phiên thiên pháp.
chiêu này là quyền ấn, tâm ý của y cố thủ thái nhất, da thịt kéo căng, lục phủ ngũ tạng, xương cốt da thịt, lực lượng đồng thời bộc phát. Nương theo quyền ấn thi triển, tiên khí như tuyên cổ bất hoại từ trên 9 tầng trời đập xuống, lật tung bầu trời, hủy diệt tất cả. Thùng, trong thân thể Hứa Ứng, tinh khí thần huyết hồn thể, lực lượng hợp lại làm một, hóa thành phiên thiên pháp, xung kích huyền quan. Dầm, dưới ấn pháp này, phù văn thiên đạo vừa rồi còn không cách nào công phá lập tức bị phá hủy mất một cái. Chiêu pháp của Hứa Ứng thay đổi, thi triển thức thứ hai của chiến thần bát pháp, phúc địa pháp. Hai chân y ngồi xổm xuống đất, hai bắp đùi như hai nộ long, khơi thông tới hoàng tuyền, cắm rễ dưới lòng đất. Trên đùi, từng sợi cơ bắp thô to nổi lên, như từng con dao long leo lên người nộ long, tăng cường sức mạnh cho nộ long. Mặt đất tan vỡ, sụp xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã bị y dẫm tới mức phương viên vài mẫu lõm xuống dưới, nhưng thế công chân chính của phúc địa pháp không ở hai chân mà ở tay phải vung từ dưới lên trên. Lực lượng dưới chân mạnh mẽ bao nhiêu thì truyền tới lòng bàn tay mạnh mẽ bấy nhiêu. Hứa Ứng xuất trưởng đánh ra, bầu trời cũng rung chuyển dữ dội, không khí bị phá nát, vang lên tiếng nổ ầm ầm, sấm sét lan tỏa, hóa thành một bàn tay đè ép sấm sét vỗ thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, phía trước huyền quan, tinh khí thần huyết hồn thể, sáu lực hợp nhất hóa thành phúc địa pháp, công kích những phù văn vỡ nát trong huyền quan. Trong người Hứa Ứng vang lên tiếng giống như của ngàn vạn con trâu, tiếng giống càng ngày càng vang dội, trên người thiếu niên nổi gân xanh khắp nơi. Thời khắc này lực lượng đã được tăng cường tới cực hạn. Hứa Ứng lật tay làm ấn, cứ như biển cả treo ngược với trời, dốc toàn bộ lực lượng của biển cả hóa thành trưởng lực đè xuống. Dưới trưởng ấn của y, mặt đất ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn và xương cốt bị trưởng lực của y nghiền thành bột phấn. Cho dù là mảnh vỡ pháp bảo thời đại thái cổ cũng bị trưởng lực của y nhấn chìm, bị đánh sâu xuống lòng đất. Chiến thần bát pháp, đệ tam pháp, đảo hải pháp. Hứa Ứng thi triển đệ tứ pháp của chiến thần bát pháp, tràng sơn pháp, uy thế, như cộng công va vào bất chu sơn, tứ duy phế, cửu châu nứt. Chiến thần bát pháp đệ ngũ pháp, đạo trùy pháp, Hứa Ứng thi triển tựa như thiên thần huy hoàng, thần quang lấp lánh, dùng đạo làm trùy đánh xuống chúng sinh. Đệ lục pháp, thiên dẫn pháp, thân thể như ngân hà, sừng sững ở chính giữa, kẻ địch như những ngôi sao nhỏ bị sao lớn bắt được, nghiền nát. Đệ thất pháp, chu thần pháp. Hứa Ứng thi triển chiêu này, trong cơ thể vang lên từng tiếng võ đạo đạo âm, gân cốt cũng vang vọng như sấm động, rầm rĩ không ngừng. Trên huyền quan vĩ lư của y, phù văn thiên thần đã tan vỡ gần nửa, đại đa số phù văn thiên đạo bị phá vỡ đều là sai, tuy có lực lượng thiên đạo nhưng có khe hở là có thể phá giải. Phù văn thiên đạo còn lại có lẽ là phù văn chính xác, muốn phá giải sẽ rất khó khăn. Nhưng ngay lúc này y thi triển đệ bát pháp, quy đạo pháp. Quyền này đánh ra, thiên địa cộng hưởng, đại đạo ngâm vang trong chiến trường thái cổ. Cả khí âm tà u ám của âm đình hay chiến ý sát ý bất khuất và khí tử vong uổng mạng của những tồn tại chiến tử tại đây. Hay oán khí giữa thiên địa, tất cả đều bị nắm tay của y điều động, hóa thành lực lượng ẩn chứa trong quyền này. Lực lượng đó bộc phát, Hứa Ứng như thần vương trên 9 tầng trời, tất cả đạo pháp đều quy thuận dưới tay, tuân theo mệnh lệnh. Cùng lúc đó, những phù văn thiên đạo bị y phá vỡ cũng bị điều động, hóa thành lực lượng của y, thậm chí cả những phù văn thiên đạo chưa bị phá vỡ cũng bị y điều động đôi chút. Đây chính là quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp. Quyền này của y đánh ra, trong cơ thể cũng vang lên từng tiếng nổ của đạo pháp, cuối cùng tạo thành một tiếng vang kinh thiên động địa. Phong ấn thiên đạo vỡ nát, huyền quan vĩ lư mở cửa. Huyền quan vừa mở, thần quang tỏa ra từ trong thân thể Hứa Ứng, thiên hà nhanh chóng đổ xuống, từng tòa thiên sơn sáng lên, thủy hỏa cộng tồn, ngũ nhạc rực rỡ. Giữa thủy hỏa có một cái lô đỉnh từ từ bay lên, trong đỉnh là kim đan tỏa ra hào quang rực rỡ. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, đao của thiên ý, thân thể ngàn kiếp 2. Khí huyết của Hứa Ứng dâng trào, sau lưng hiện lên động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, lần lượt mở ra, tổng cộng lên tới 21, tiên dược cuồn cuộn đổ tới. Pháp lực của y tăng thêm một bậc, cuối cùng quét sạch những uất ức mấy ngày qua do bị thiên đạo phong ấn. Võ đạo chân khí của y liên tiếp tăng vọt, nếu dùng cảnh giới tiên thiên để tính toán. Thời khắc này võ đạo chân khí của y lập tức tăng vọt từ tiên thiên tầng 1000 lên tới tiên thiên tầng 10000,
số tầng không ngừng gia tăng. Chẳng bao lâu sau, võ đạo chân khí của y đã lên tới tầng 8-9 vạn. Không phải y không muốn đếm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu tầng, mà là không thể đếm nổi. Mạnh quá! Trong võ đạo Bỉ Ngạn, đám người nguyên sư đạo bị khí tức mà Hứa Ứng tỏa ra khi giải tỏa phong ấn làm kinh động, dồn dập nhìn theo hướng Hứa Ứng, ai nấy nghi hoặc không thôi. Lúc trước Hứa Ứng được Địch Võ Tiên mang vào võ đạo Bỉ Ngạn, tiên thiên tầng 1000, đối với người trong võ lâm thế tục, Hứa Ứng tuyệt đối là cấp bậc tiên thiên lão tổ, phá tan hư không. Nhưng đối với những người ở Bỉ Ngạn như nguyên sư đạo, Hứa Ứng chỉ vừa bước lên bậc cửa tu hành. Tuy bọn họ cũng biết trong cơ thể Hứa Ứng có phong ấn, phong tỏa lực lượng của y, nhưng bọn họ không ngờ lực lượng mà Hứa Ứng bị phong ấn lại cường đại như vậy. Đây là na pháp hay là luyện khí? Bọn họ nhìn theo, chỉ thấy trong chiến trường u tối, 27 tòa động thiên xoay tròn, rực rỡ không gì sánh nổi, tạo thành hình bầu dục, hình tròn, hình trăng lưỡi liềm, tỏa ra hào quang mê người. Giữa 27 động thiên này có tiên sơn lơ lửng, thiên hà đổ ngược, từng tòa thiên sơn tạo thành dị tượng chư thiên. Thậm chí bọn họ còn thấy cánh cửa nguy nga, tam muội chân hỏa tạo thành biển lửa, tam muội chân thủy tạo thành đại dương mênh mông, sóng vỗ ầm ầm, hình như có ngư long bay lượn. Địch Võ Tiên tán thưởng, đây là khu vực Hy Di mà hắn từng nhắc tới. Cô gái áo đỏ tên Ngọc Yên Chi hạ giọng nói, nếu võ na kiêm tu hoặc võ khí kiêm tu, liệu có lên tới cực cảnh hay không? Nguyên sư đạo nói nhỏ, trước đó phải có người đi trước kiểm chứng xem võ đạo có thể thành tiên không? Mọi người im lặng. Chỉ khi tu luyện võ đạo tới phi thăng kỳ mới có thể chứng minh đây là con đường có thể đi được. Nếu không thể đi được, làm sao nói tới võ na song tu hay võ khí kiêm tu? Bọn họ cần một người mở đường. Địch Võ Tiên ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ, võ đạo phi thăng, chắc chắn ta sẽ làm được. Tiếng gầm của Hứa Ứng vẫn không dứt, được võ công chân khí cường đại ủng hộ, sau lưng y lại có từng tòa động thiên ầm ầm mở ra. Võ đạo điều khiển thân thể, điều động lực lượng lục bí, khiến tu vi thực lực của y tăng tới mức cực hạn xưa nay chưa từng có. Kim đan của y là được tam muội chân hỏa và tam muội thần thủy rèn luyện tạo thành, kim đan đã tới tam muội nhưng mãi vẫn không thể đạt tới vô muội. Hiện giờ, y không chỉ luyện thành võ đạo mà còn là kim đan đại thành. Hứa Ứng ổn định lại khí tức, quay người lại cúi đầu với vị tiền bối võ đạo đã khuất từ lâu kia, y ưỡn thẳng thân eo đi về phía xa. Đợt rèn luyện và thử nghiệm của y còn chưa kết thúc, y còn chưa thấu hiểu đạo lý những võ đạo mà mình học được ở Bỉ Ngạn. Y còn cần đi sâu hơn nữa vào chiến tường thái cổ, khiêu chiến những quái vật mạnh hơn. Theo bước chân y không ngừng xâm nhập, ma vật xuất hiện trong chiến tường thái cổ càng ngày càng đáng sợ, thậm chí có một số đã sinh ra máu thịt, bám lên xương cốt cường giả thái cổ, cực kỳ cường đại. Hứa Ứng thi triển các loại tuyệt học võ đạo, đấu trực diện, trải qua muôn vàn, chiến đấu mới có thể thủ thắng. Còn có một số nơi, cường giả thái cổ chưa tan hết máu thịt. Máu thịt của họ bị chú ý, tà khí ở nơi này vấy bẩn, ô nhiễm không chịu nổi. Huyết ảnh không ngừng leo ra từ trong đó, bám sát mặt đất, nhanh chóng di chuyển. Hứa Ứng phát động Đại Nhật Kim Cương Ấn, dùng võ đạo vô thượng huyết chiến mấy canh giờ mới tịnh hóa được một đống máu thịt. Còn có pháp bảo còn sót lại dùng tinh khí của cường giả thái cổ, xuất quỷ nhập thần, giết người bốn phía. Lại có đống xác đống xương, tạo thành vực hài cốt, một vực sâu do thi thể tạo thành, không ngừng di chuyển. Còn có vô số thi thể và pháp bảo tạo thành gió xoáy, phá tan tất cả. Gặp những chuyện này, Hứa Ứng không hề chần chừ, lập tức phát động cực ý tự tại công, nhanh chân bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng tới mức vực sâu xác chết hay vòi rồng xác chết đều không đuổi kịp. Y xâm nhập chiến trường thái cổ, bước qua từng thi thể cường giả võ đạo. Những cường giả võ đạo này đến từ võ đạo Bỉ Ngạn, tựa như từng tấm bia lớn san sát, tới khi cao tuổi thì xâm nhập tuyệt cảnh, mở đường sống cho người đến sau. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, phía trước còn khí huyết của một vị cường giả võ đạo quanh quẩn trên bầu trời. Y tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên trong đống hài cốt phía trước, một người đá đang bận tới bận lui, vận chuyển hài cốt, phân loại, xếp thành từng đồi núi nhỏ. Bức tượng đá đó có cái đầu tam giác, mắt nhỏ mũi to, hai hàng lông mày như sâu gióm vẽ ngoáy. Hứa Ứng, cuối cùng ngươi đã tới. Người đá kia tiếp tục bận bịu công việc của mình, nói, ta ở đây chờ ngươi lâu lắm rồi. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi là vị thiên thần nào? Người đá dừng lại, cười nói, ta chính là thiên ý thượng thần, có câu thiên ý khó dò, thiên ý như đao, chính là chỉ ta.
người đá thiên ý lại tiếp tục chuyển hài cốt, nói, ngươi trở thành mối họa lớn không phải vì ngươi cường đại đến đâu, ngươi thông minh nhường nào. Trên đời này có rất nhiều người mạnh mẽ hơn ngươi, rất nhiều người thông minh hơn ngươi. Ngươi trở thành mối họa lớn, thật ra là vì kiếp nào ngươi cũng không cam tâm làm người bình thường. Hắn phân biệt khí tức của xương cốt trong tay, đặt xương cốt sang bên rồi nói, rõ ràng là sâu bọ dãy dụa cầu sinh, lại không cam lòng bình thường, muốn hóa thành bươm bướm, muốn phi thăng. Đó là ngươi. Hắn cảm khái nói, Phù Nghị Bắc thần tử đã làm sai, thật ra bên trên cũng sai, người như ngươi có bị ném vào hầm phân cũng nghĩ cách leo ra, có làm giòi bọ ngươi cũng muốn phá kén thành bướm. Hứa Ứng không hiểu, dò hỏi, muốn được tốt đẹp hơn, muốn sống thoải mái hơn, đây không phải ước mơ của mỗi người à? Người đá thiên ý dừng chân, gương mặt người đá lộ vẻ châm chọc nói, dưới thiên ý, bọn chúng đâu có xứng. Ta cho ngươi biết cái gì gọi là thiên đạo. Hắn cười ha hả nói, trong thế giới này, tất cả mọi người khi chưa ra đời đã được đánh dấu tốt xấu, được định sẵn tương lai. Có một số người vừa ra, đời đã là công tử giàu sang phú quý, có một số người ra đời đã là vương hầu, có một số người sinh ra trong chuồng ngựa lều cỏ, có một số người ra đời đã là trâu ngựa. Có một số người ra đời thì nhất định chỉ có thể làm bạn với heo chó. Thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, càng lúc càng hùng vĩ, nắm tay của người đá đánh ầm ầm xuống người Hứa Ứng. Quyền phong lan tỏa xung quanh, phù văn thiên đạo xoay tròn, đạo âm rung động, thể hiện rõ sự hùng vĩ của trời cao. Hứa Ứng giơ tay đón đỡ, lực lượng thiên đạo bộc phát, khiến khí tức của y bị chấn động tán loạn, không ngừng lui lại. Những người quyền cao chức trọng, ngồi trên chỗ cao sang, mặc áo gấm dùng đồ ngon, không có nỗi lo về bữa ăn sau, không cần ưu phiền về chỗ ở. Các ngươi thì sao? Các ngươi ăn no bữa nay còn phải lo bữa sau. Hắn xuất từng quyền một nện xuống, dưới quyền phong của hắn, thiên đạo tung hoành, phóng thích đạo âm, phóng thích lực lượng, phóng thích uy năng vô tận, đánh cho Hứa Ứng khí tức suy yếu, hết lui lại lui. Các ngươi dãy dụa trong vũng bùn, cúi người trong hố phân, các ngươi tưởng mình liều mạng, tưởng mình ra sức học tập, tưởng mình cố gắng làm việc, tưởng mình khum núm cười nịnh nọt là có thể thay đổi vận mệnh, có thể leo lên chỗ cao, có thể phi thăng tới tầng lớp kế tiếp. Nắm đấm của người đá thiên ý giãn ra, hóa thành lưỡi đao chém xuống bên dưới, gương mặt người đá lộ vẻ mỉa mai. Nằm mơ, thiên ý như đao, chém xuống như ngọn gió hất tới, chỉ trong chớp mắt mà Hứa Ứng đã thương tích đầy mình. Đao của người đá thiên ý kín kẽ không một sơ hở, chém lên người y, chém lên khu vực hy di của y, chém lên thần thức của y, chém lên kim đan của y, chém lên tinh thần của y. Người đá định dùng thiên đạo đường đường chính chính đè chết y, phá hủy đạo tâm của y, cho y biết thế nào là thiên uy. Trước khi những kẻ các ngươi ra đời, vận mệnh đã định sẵn cả đời các ngươi chỉ là sâu bọ, còn nghĩ tới phi thăng. Người đá thiên ý vung đao chém xuống, Hứa Ứng máu me khắp người, ngay cả động thiên cũng tràn ngập vết rách, ngã lăn phía sau như cái bao tải rách. Người đá thiên ý thu đao, thản nhiên nói, Hứa Ứng, đừng ngỗ nghịch thần linh thống trị cuộc đời ngươi. Hứa Ứng lảo đảo đứng dậy, cúi đầu nói, một đời không thể phi thăng, thế thì ngàn đời có được không? Y ngẩng đầu lên, trên gương mặt đầy máu tươi, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị, giận dữ hét lên, thân thể ngàn kiếp, trở về. Ầm, khí huyết của y bùng nổ, phía trước hiện lên một chữ tù khổng lồ, nhưng lại là chữ tù viết bằng phù văn tiên đạo. Giờ phút này đạo văn phong ấn đó đang không ngừng tan rã. Sau lưng Hứa Ứng, từng kiếp trước của Hứa Ứng xuất hiện, cứ như đứng sừng sững trong cái hỗ thời không, giờ phút này từ từ giải phóng, lần lượt chui vào cơ thể y. Chương 366, đánh nổ thiên ý, 1. Từng bước chân một mới đi được ngàn dặm, từng dòng nước nhỏ mới thành sông thành biển. Thân thể ngàn, kiếp của Hứa Ứng, có người là ngư dân theo cha mẹ bắt cá, có người là thợ may làm y phục cho người khác trong trấn, có người là tiên sinh trong trường tư thục, có người là đồ tể, có người là thợ rèn, có người là thợ hồ. Cũng có công tử giàu sang, thậm chí thi thoảng còn xuất hiện trong nhà vương hầu tướng lĩnh, nhưng bọn họ đều là phàm nhân. Bọn họ bị người khác giám sát, khi trưởng thành tới độ tuổi nhất định là bị xóa bỏ ký ức, phong ấn tu vi, cắm một đoạn ký ức mới, đưa tới nơi xa lạ, bắt đầu cuộc đời mới. Khi những phong ấn này được phá giải, thành tựu của thân thể cả ngàn kiếp trước lập tức ập tới, khi lực lượng nhỏ bé hội tụ lại có thể tạo thành dòng lũ. Khi Hứa Ứng tập trung ý chí bất khuất của từng kiếp lại với nhau, cuối cùng cũng có dáng vẻ phá kén thành bướm.
Người đá Thiên Ý kinh ngạc, phù văn Thiên Ý lưu chuyển, hóa thành trường đao chém về phía Hứa Ứng. Dưới thiên đạo gia trì, cho dù chiêu thức này bình thường đến đâu đi nữa cũng trở nên mạnh mẽ không thể ngăn cản. Huống chi Thiên Ý thần đao của hắn không phải bình thường. Thân thể ngàn kiếp của người bình thường tập hợp lại một chỗ cũng vẫn là người phàm, vẫn trong tầm điều khiển của Thiên Ý. Thiên đao của hắn chém xuống, dưới đao quang này, chúng sinh bình đẳng. Dưới thiên đao của hắn, cho dù là đại luyện khí sĩ phi thăng cũng là sâu kiến. Hai chân Hứa Ứng gập lại, mặt đất ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn to mấy chục mẫu, bàn tay y vung lên trên, nghênh tiếp Thiên Ý thần đao. Phúc địa pháp trong chiến thần bát pháp, lực lượng bắt nguồn từ mặt đất, truyền khắp toàn thân, lương theo lực lượng toàn thân bộc phát, cuối cùng truyền toàn bộ tới tay phải. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Thiên Ý thần đao, trưởng lực bộc phát. Người đá Thiên Ý chứng kiến trong ánh đao đó phù văn thiên đạo của mình nát vụn, Thiên Ý thần đao cũng theo đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hứa Ứng xoay người, nửa thân thể xoay tròn, phúc địa pháp thừa cơ chuyển thành đảo hải pháp, tay phải như giơ mặt biển mênh mông lên trời, lật tay chút cả biển cả vô ngần xuống. Người đá Thiên Ý nâng hai tay, phù văn thiên đạo bay lượn xung quanh cánh hai tay, cười lạnh nói, con sâu bọ nhà ngươi, ta nên ném ngươi vào trong hầm phân. Ầm. Biển cả chút xuống, phù văn thiên đạo bốn phía xung quanh cánh tay người đá ầm ầm nổ tung, khi hai tay hắn nghênh tiếp trường ấn của Hứa Ứng, cánh tay hiện lên vết dạn chi chít. Ngay tiếp theo đó, đá vụn bay tán loạn, hai cánh tay hắn vỡ tan thành vô số đá vụn. Khí huyết tinh thần của Hứa Ứng xung kích, khiến thời khắc này tinh thần người đá Thiên Ý đờ đẫn. Trong mắt hắn, thân thể Hứa Ứng trở nên hùng vĩ không gì sánh được, xuất quyền đánh tới, cứ như tiên vương sừng sững ngoài chín tầng trời, nắm đấm là tiên khí tuyên cổ bất hoại, nện thẳng xuống người mình. Phiên thiên pháp, hai tay người đá Thiên Ý đã đứt, khí huyết cường đại bay lên từ đỉnh đầu, hóa thành phù văn thiên đạo, kết thành ấn pháp, đối đầu với quyền phong từ trên trời giáng xuống. Rầm. Thiên đạo ấn pháp của hắn bị nắm đấm này đập tan, quyền này đánh thẳng lên đỉnh đầu hắn. Cái đầu người đá Thiên Ý bình an vô sự, nhưng bên dưới đầu lại vỡ nát hoàn toàn. Năm ngón tay Hứa Ứng khép lại, nắm lấy đỉnh đầu người đá Thiên Ý, cầm cái đầu của hắn lên. Người đá Thiên Ý nói liến thoáng, Hứa Ứng, đây chỉ là một phân thân của ta, ngươi đả thương phân thân của ta chẳng khiến ta đau đớn chút nào. Ngươi biết ta sẽ đối phó với ngươi ra sao không? Ta sẽ gột sạch trí nhớ của ngươi, ném ngươi tới một thế giới hoàn toàn mới. Hứa Ứng đi tới, đặt cái đầu của hắn lên đống xương mà hắn đã xếp. Người đá Thiên Ý mặt mày hớn hở nói, ta khác với lũ ngu ngốc Bắc Thần Tử, Ngọc Đường, Phù Nghị, ta sẽ bố trí tốt cho ngươi. Khi ngươi vừa tỉnh lại sẽ nghe keng một tiếng, ta hóa thân thành hệ thống Thiên Ý xuất hiện. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Nhiệm vụ rất đơn giản, đương nhiên cũng mang theo ý thích của ta. Hứa Ứng đặt cái đầu của hắn thật ngay ngắn, nhìn nắm đấm đang rỉ máu của mình. Người đá Thiên Ý tiếp tục nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà ta bố trí cho ngươi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, thưởng ngươi pháp bảo, thưởng ngươi tư chất ngộ tính. Thậm chí ta còn thưởng cho ngươi mỹ nhân, còn có thể phục sinh đồng đội cho ngươi. Ta sẽ để ngươi từ từ cường đại, từ từ chìm đắm trong nhiệm vụ mà ta ban bố. Ngươi nghĩ ta làm vậy là tốt cho ngươi ư? Ta cho ngươi niềm vui đơn giản nhất, để ngươi trông thì cường đại nhưng thực chất đã mất đi trái tim cường giả, mất đi ý chí hăng hái tiến thủ, mất đi quyết tâm không cam chịu tầm thường. Hắn hưng phấn nói, ngươi như con gà quen được ta cho ăn, nghe tiếng cảnh là tời rành mồi. Mãi tới một ngày ngươi nghe tiếng cảnh chạy tới lại phát hiện không có hạt gạo nào mà là một thanh đao giết gà. Ngày ngày ngươi chỉ nghĩ làm sao dựa vào ta kiếm lợi, không rèn luyện công pháp, đạo tâm của mình, không suy nghĩ về chân tướng thiên địa đại đạo. Cơ nghiệp vạn kiếp của ngươi sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, không thể trở thành cường giả chân chính. Hứa Ứng hít một hơi dài, lùi lại phía sau một bước, nhắm thẳng vào cái đầu này đấm ra một quyền. Rầm, người đã Thiên Ý còn chưa kịp nói xong đã bị quyền này đánh nát. Hứa Ứng phủi tay, đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, hôm nay giết một phân thân của ngươi, tương lai giết tới thế giới thiên đạo, tiêu diệt chân thân của ngươi. Hứa Ứng, trên bầu trời sấm sét đan xen, đột nhiên mây đen cuồn cuộn hóa thành một gương mặt khổng lồ, kéo thẳng xuống dưới, tới gần Hứa Ứng trong chiến trường thái cổ. Cảm giác áp bách khó mà tưởng tượng nổi ập tới, khiến người ta hít thở không thông. Hứa Ứng, ngươi sẽ hối hận vì đã sỉ nhục ta hôm nay. Mi tâm của gương mặt khổng lồ trên bầu trời nhấp nháy, Thiên Ý trường đao từ trên trời giáng xuống,
phá tan mặt đất, bổ thành một vực thẳm khổng lồ. Hối hận, ngươi xứng ư? Hứa Ứng lách mình tránh né thiên đao, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên sống thanh thiên đao một cái, tung người nhảy lên, nghênh đón gương mặt khổng lồ trên bầu trời, đấm ra một quyền. Trời đất chấn động, vạn đạo ngâm vang, quyền này chính là pháp môn cuối cùng trong chiến thần bát pháp, quy đạo pháp. Y đánh ra một quyền mà có cảm giác sảng khoái như nắm giữ tất cả thiên địa đạo đạo trong lòng bàn tay. Ầm. Lôi vân trên bầu trời bị xé rách, gương mặt cũng tan nát, áng mây đen bị quyền này phá hủy, biến mất không còn tăm hơi. Quyền đó khiến cả bầu trời cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hứa Ứng có cảm giác mơ hồ, dường như nắm đấm của mình đánh tới một thế giới khác, đánh lên một thân thể khổng lồ nào đó. Trong lòng y hơi động, quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp mạnh mẽ đến vậy ư, có thể phá vỡ hư không? Cường giả sáng tạo ra môn công pháp võ đạo này còn kinh khủng tới nhường nào? Sau khi tu thành nguyên thần, hắn đã rời khỏi võ đạo bỉ ngạn, thời gian dài như vậy, hắn có thể sống sót ra khỏi nơi này không? Thân hình của y rơi từ trên không trung xuống, võ đạo khí huyết lập tức chấn động, đứng giữa không trung, quần áo đón lấy cuồng bong rung động phần phật. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời đã trở nên tĩnh lặng, nhưng cảm giác áp lực lại càng gia tăng. Một lúc lâu sau, đột nhiên bầu trời bị xé toạc ra, một bàn tay khổng lồ từ trên cả cõi trời thò xuống. Giọng nói tức giận của Thiên Ý Thượng Thần lên từ một thế giới khác truyền tới, vang vọng trên bầu trời chiến trường Thái Cổ. Hứa Ứng, ngươi chọc giận ta. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 367, đánh nổ thiên ý, 2. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một nguyên thần tóc trắng từ dưới bay lên, đánh vào bàn tay khổng lồ trên bầu trời, xuyên thủng cả bàn tay. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, chỉ thấy bàn tay của thiên ý có từng mảng mánh thịt và xương vỡ bay ra, máu tươi chảy xuống khắp nơi. Bàn tay thiên ý bị đánh về thế giới thiên đạo, cuối cùng trời xanh khép lại, mọi thứ yên tĩnh. Hứa Ứng ngơ ngác, chỉ thấy hào quang quanh nguyên thần tóc trắng từ từ thu liễm, mái tóc phất phơ cũng rủ xuống, hạ xuống bên dưới. Hứa Ứng nhìn theo hướng nguyên thần hạ xuống, chỉ thấy nơi đó là điểm an toàn do cường giả võ đạo cuối cùng tạo thành. Trong lòng y hơi động, cũng hạ xuống, đi tới điểm an toàn kia. Lần này y phá vỡ phong ấn, hội tụ thân thể ngàn kiếp, khiến thân thể cường đại tới mức xưa nay chưa từng có. Hơn nữa theo võ đạo tiến bộ, lực lượng thân thể của y càng ngày càng mạnh. Y không ngừng vận hành thái nhất đạo dẫn công, tinh luyện khí huyết, ngưng tụ tinh thần, giúp tu vi võ đạo của bản thân càng ngày càng mạnh. Bao giờ y vẫn là người có tu vi trình độ thấp nhất trong võ đạo bỉ ngạn. Tu vi của mọi người trong bỉ ngạn đều tập trung ở khấu quan kỳ thứ hai, mở huyền quan giáp tích. Chỉ có võ thiên, tôn ở trọng lâu kỳ, tu thành nguyên thần, còn Hứa Ứng ở giao luyện kỳ, luyện thành kim đan. Y còn phải rèn luyện khí huyết tinh thần từng bước một, giúp võ đạo của bản thân đuổi kịp tu vi cảnh giới, sớm có ngày luyện thành võ đạo kim đan. Võ đạo kim đan là dùng khí huyết tinh thần luyện thành, khác với kim đan của luyện khí sĩ. Kim đan của luyện khí sĩ là dùng thần thức nguyên khí luyện thành, nếu ta tiếp tục tu luyện như vậy liệu có luyện thành xong nội đan không? Hứa Ứng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Sẽ không. Nếu dùng võ đạo tiếp tục rèn luyện khí huyết tinh thần, ngoan thất tinh thần hóa thành võ đạo thần thức, khí huyết cũng chảy vào trong kim đan. Cuối cùng kim đan của mình sẽ dung nạp cả hai loại đặc tính của võ đạo và luyện khí, không xuất hiện thêm một viên kim đan. Nếu luyện thành xong nội đan còn phải kết hợp với hai hồn phách mới có thể biến hóa thành nguyên thần. Trong thân thể chỉ có một hồn phách, không thể có song hồn, đương nhiên cũng không thể có song nguyên thần. Đột nhiên Hứa Ứng chú ý tới tấm bia khí huyết mà cường giả võ đạo kia hình thành đang di chuyển. Y tăng tốc độ, nhanh chóng chạy tới nơi đó. Tuy tu vi của y là giao luyện kỳ, nhưng bản lĩnh lại không kém gì đám người khấu quan kỳ lần hai như Nguyên Sư Đạo, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể dốc hết sức ứng phó. Đương nhiên, nếu gặp được nguy hiểm cấm độ vực sâu thi thể, y cũng phải tránh né. Cũng may tốc độ của cực ý tự tại công nhanh chóng tuyệt luân, cho dù nguy hiểm nhường nào độ kiếp, y cũng có thể tránh né. Không lâu lắm, Hứa Ứng đuổi kịp luồng khí huyết di chuyển kia. Dưới khí huyết, từng ông lão tóc trắng xuất thủ khắp bốn phương tám hướng, tịnh hóa ma vật hoặc tà vật ven đường. Quả nhiên là võ thiên tôn, Hứa Ứng đi thẳng về phía trước tới bên cạnh ông lão.
Những lực lượng tóc trắng xuất kích xung quanh là võ đạo tinh thần mà Võ Thiên Tôn hiển hóa tạo thành. Vừa rồi võ đạo nguyên thần tập kích bàn tay thiên ý thượng thần, đẩy thiên ý về thế giới thiên đạo, chính là hắn. Tuy cảnh giới của hắn là trọng lâu kỳ vừa tu thành nguyên thần, nhưng tu vi võ đạo cao thâm khó lường, là người duy nhất có cảnh giới bắt kịp người sáng tạo chiến thần bát pháp. Hứa Ứng đi tới chào hỏi, nói, đa tạ Võ Thiên Tôn tương trợ. Ông lão tóc trắng đáp lễ, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. Vị thiên ý thượng thần kia đúng là không biết xấu hổ, đánh phân thân tảng đá của hắn, hắn lại phái thêm hóa thân thiên tượng. Hóa thân thiên tượng bị ngươi đánh tan, hắn lại mặt dày cho chân thân xuất kích, ta không nhìn nổi nữa mới đánh hắn về. Hứa Ứng khâm phục không thôi, đi song song với hắn nói, Võ Thiên Tôn nhận ra phù văn thiên ý trên người thiên ý. Võ Thiên Tôn lắc đầu. Hứa Ứng kinh ngạc nói, không phận ra phù văn thiên đạo thì không thể nhìn ra nhược điểm của nó được, làm sao đánh xuyên bàn tay của thiên ý thượng thần. Võ Thiên Tôn giơ cánh tay ra, vén tay áo, để lộ cơ bắp căng, cứng trên tay nói, chỉ cần lực lượng đủ mạnh thì cái gì mà chẳng đánh nát được, một đòn là thủng. Hắn kéo tay áo xuống, vẻ mặt ôn hòa lễ độ, cười nói, huống chi, không biết phù văn thiên đạo thì không thể nhìn ra nhược điểm của nó hay sao? Ta luyện được võ đạo thiên nhãn, tuy không biết phù văn thiên đạo nhưng hắn vừa ra chiêu là ta lập tức nhìn ra từng điểm yếu. Chọn chỗ yếu đánh vào thì chỉ một quyền là nát, có thể phá vỡ thế công của đối phương. Hứa Ứng cực kỳ khâm phục, thỉnh giáo hắn về võ đạo thiên nhãn. Võ Thiên Tôn nói, tu thành nguyên thần sẽ tự luyện thành, không có pháp môn vận công đặc biệt gì. Hứa Ứng dò hỏi, Võ Thiên Tôn không ở Bỉ Ngạn, một mình tới đây làm gì? Ông lão tóc trắng nhìn về phía trước, buồn bã nói, tuổi thọ của ta không còn nhiều, ở lại võ đạo Bỉ Ngạn chờ chết chẳng bằng dứt khoát học theo tiền nhân, đi lên con đường này, tiếp tục tới đích. Hắn mỉm cười nói, con đường này là đường mà người sáng tạo ra chiến thần bát pháp đã đi. Hắn đi tới đâu vẫn là một câu đố. Nhân lúc bản thân còn cử động được, ta muốn tìm đường cho người đến sau. Những ông lão mà ngươi đã thấy dọc đường cũng là những người đã đi theo con đường này trước lúc lâm chung, trở thành tấm bia đặt dọc con đường. Hứa Ứng im lặng một lát rồi nói, Võ Thiên Tôn có chào từ biệt nhóm người địch võ tiên không? Ông lão tóc trắng nói, ta không muốn tăng thêm nỗi buồn ly biệt, chẳng bằng lặng lẽ lên đường. Đợi tới lúc bọn họ phát hiện ra rồi chỉ thấy tiếc nuối chứ không đau khổ, không ảnh hưởng tới đạo tâm của họ. Tuổi thọ của hắn sắp tới điểm cuối, khi Hứa Ứng mới tới Bỉ Ngạn, hắn đã nói mình chỉ sống được mấy tháng. Hắn cố thêm 2 tháng, sau khi Hứa Ứng học xong tuyệt học võ đạo ở Bỉ Ngạn, đi vào chiến trường Thái Cổ rèn luyện, hắn mới rời khỏi Bỉ Ngạn, cũng mang ý bảo vệ Hứa Ứng. Võ Thiên Tôn phong độ nhẹ nhàng, áo bào trắng phất phới, đi lại trong chiến trường Thái Cổ ma quỷ này như vào chỗ không người. Tu vi võ đạo của hắn quá cường đại, cho dù già cả, tuổi thọ sắp tới điểm cuối nhưng thực lực không hề có dấu hiệu giảm sút. Hắn cực ít khi xuất thủ, chỉ dựa vào tinh thần hiển hóa là có thể gạt bỏ đám ma vật u ám dọc đường. Nhưng khi Võ Thiên Tôn xuất thủ lại cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng chứng kiến máu thịt của thần ma Thái Cổ hình thành vực sâu thi thể, bị ông lão này xuất quyền dẹp yên. Tàn niệm thần ma hóa thành vực thẳm ma quái cũng bị một trưởng của hắn xuyên thủng, dưới võ đạo quyền ý, bất cứ ác niệm nào cũng tan rã như băng tuyết. Ông lão này không biết mỏi mệt, khí huyết mênh mông như đại dương, dường như vĩnh viễn không hao hết. Phù văn thiên đạo, Võ Thiên Tôn dùng ấn pháp võ đạo chấn vỡ chấp niệm trong một bộ xương khô. Hứa Ứng đi tới quan sát, không khỏi giật mình, trên hài cốt này có ấn ký phù văn của thiên đạo. Đây là phù văn thiên đạo. Võ Thiên Tôn cũng thấy hiếu kỳ, đi tới, nói, trên người đám ma vật mà chúng ta tiêu diệt mấy năm nay có rất nhiều dấu ấn như vậy. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, võ đạo mạnh đến vậy à, còn có thể hủy cả dấu ấn thiên đạo. Y ưỡn thẳng người, quan sát chiến trường cổ Thái Sơ, lẩm bẩm nói, rốt cuộc chiến trường cổ này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có nhiều thiên thần táng thân trong đây như vậy? Bọn chúng là thiên thần. Võ Thiên Tôn nghi hoặc, sao lại yếu thế? Hứa Ứng đi theo Võ Thiên Tôn tới phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Uy lực của thiên đạo cũng càng lúc càng mạnh. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên sườn đồi phía trước có treo một thi thể, một món binh khí không trọn vẹn xuyên qua lồng ngực thi thể, cắm nó trên đỉnh núi. Điểm kỳ quái là thi thể thiên thần khác đã mục nát chỉ còn xương cốt, nhưng thi thể này vẫn còn giữ được máu thịt. Sắc mặt Võ Thiên Tôn nghiêm nghị hẳn lên, nắm lấy tay Hứa Ứng đang định đi tới,
trầm giọng nói, tên này rất mạnh. Chương 368, nếu có ánh sáng, 1. Hứa Ứng dừng bước, nhìn thi thể trên sườn đồi. Trong lời nói của Võ Thiên Tôn có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là thực lực của thi thể này không thể coi thường, ý thứ hai là thi thể này có uy hiếp đối với bọn họ. Thi thể trên sườn đồi như cảm ứng được ánh mắt của họ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía họ. Võ Thiên Tôn nhanh chóng bước tới, ngăn trước mặt Hứa Ứng. Phía trước Hứa Ứng bùng lên tiên quang, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã như từ quỷ vực chuyển tới thiên đình, khắp nơi đều là cảnh sắc lộng lẫy. Y cảm thấy bản thân tiên khí bồng bềnh, từ chân đến đều sảng khoái, cứ như bản thân đã thành đạo, hồn phách, thần thức, nguyên khí, thân thể tự tại như đạo. Đây là tiên ư? Y vừa nghĩ tới đây, bên tai bỗng vang lên tiếng giống kinh thiên động địa, tiên cảnh theo tiếng giống mà tan rã, lại trở về chiến trường thái cổ như quỷ vực. Tầm mắt Hứa Ứng khôi phục bình thường, lập tức chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, thi thể bị ghim trên vách đá, sắc mặt âm u, mái tóc sinh trưởng điên cuồng, múa lên như kiếm, đâm về phía bọn họ. Nếu không phải Võ Thiên Tôn ngăn trước mặt Hứa Ứng, có lẽ ngay khi rơi vào ảo ảnh, y đã bị mắc lừa. Viu viu viu. Từng sợi tóc sắc bén vô song, lướt qua một món thần binh cách đó không xa, món thần binh đó qua bao năm tháng vẫn không bị ăn mòn, nhưng khi sợi tóc lướt qua lại đứt thành hai nửa. Hứa Ứng thấy mà tê dại ra đầu. Đột nhiên sau lưng Võ Thiên Tôn hiện lên thập nhị trọng lâu, ánh kim bùng lên, nguyên thần và thân thể hòa làm một, vung quyền về phía sợi tóc không gì không cắt kia. Những sợi tóc kia đâm vào nắm đấm của ông, chui vào da thịt ông, đột nhiên nâng ông lên, kéo ông về phía vách núi. Võ Thiên Tôn phất tay chặt đứt sợi tóc, thân hình đã tới trước mặt thi thể kia. Thi thể kia há miệng giống lớn, chấn động tới mức cả mái tóc lẫn lông mày trắng phau của Võ Thiên Tôn bay phất phơ phía sau, mặt bị chấn động tới mức tạo thành gợn sóng. Cùng lúc đó, giữa mi tâm thi thể có một bóng người mờ ảo bay ra, lộ ra diện mạo và nửa người trên, chui vào mi tâm của y, tìm thế thân. Hứa Ứng lập tức nhận ra pháp thuật của đối phương, đây là tiếng giống gây rối loạn tâm thần, nhân lúc thần hồn đối phương bất ổn, đổi chỗ của bản thân và đối phương. Ngay lúc thân hình mơ hồ kia mới bay ra nửa người, nắm tay với gân xanh gồ lên trên từng khớp xương đã đấm thẳng vào mặt thân hình mơ hồ kia. Rầm rầm rầm, Hứa Ứng thấy ông lão tóc trắng đấm từng quyền một, hung hăng nện lên mặt thi thể kia, đập bẹp diện mạo thi thể, đập tới mức máu bắn khắp nơi. Nhưng máu bắn ra lại tỏa tiên quang, rơi xuống đất là mọc thành cỏ, còn tỏa hương thơm. Nhưng cho dù Võ Thiên Tôn hung hăng đấm không biết bao nhiêu quyền, thi thể kia lúc nào cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trong thi thể như ẩn chứa hoạt tính vô cùng vô tận, tự động khôi phục thân thể. Khi nắm đấm Võ Thiên Tôn chìm vào mặt thi thể, ông đột nhiên rút nắm đấm ra, giơ hai tay cắm lấy mảnh dao trong ngực thi thể, ra sức đâm tới. Mảnh dao dần dần đâm vào trái tim thi thể, cắm vào càng ngày càng sâu. Thi thể há miệng gào thét, đau đớn không chịu nổi, thậm chí dưới mảnh dao hiện lên từng bóng người mơ hồ, như muốn bay ra ngoài. Võ Thiên Tôn buông tay, tung người nhảy xuống vách núi, trở lại bên cạnh Hứa Ứng, lau vết máu trên tay nói, tên này thật sự rất mạnh. Ta không thể giải quyết được. Hứa Ứng trợn trừng hai mắt, nhìn ông với vẻ khó mà tin nổi. Võ Thiên Tôn không hiểu. Võ Thiên Tôn, rất có thể đây là thi thể tiên nhân. Hứa Ứng la lên thất thanh. Võ Thiên Tôn lắc đầu, tiên nhân, không thể nào. Hứa Ứng giải thích, trong thời thái cổ tiên nhân không mạnh lắm, khi đó phi thăng còn rất đơn giản, thiên kiếp lớn nhất cũng chỉ có 50 dặm xung quanh, tức là đường kính cỡ 15 dặm. Thiên kiếp cỡ này, không khéo cả ngài bây giờ cũng có thể vượt qua. Võ Thiên Tôn lấy làm khó hiểu, nếu trước đây tu vi như ta là có thể phi thăng thành tiên. Thế sao bây giờ lại không thể? Câu hỏi này của ông khiến Hứa Ứng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Căn cứ theo những gì Hứa Ứng được biết, trong thời thái cổ, mọi người tu luyện độ kiếp, thiên kiếp dựa theo kiếp vận kiếp số của mỗi cá nhân, quy mô có lớn có nhỏ. Nhưng không biết từ lúc nào, thiên đạo bắt đầu điều chỉnh thiên kiếp dựa trên thực lực của người phi thăng lần trước, dẫn tới người độ kiếp phải mạnh hơn người phi thăng trước đó mới có thể vượt qua thiên kiếp. Từ đó trở đi, từng phi thăng không ngừng đẩy cao cường độ thiên kiếp, cuối cùng dẫn tới siêu cấp thiên kiếp gấp trăm ngàn lần thiên kiếp bình thường xuất hiện. Sau khi phi thăng giả cuối cùng đi khỏi, không ai có thể phi thăng nữa. Phi thăng cuối cùng hại chết tất cả mọi người, cũng khiến cho luyện khí sĩ xuống dốc, na sư quật khởi.
Hứa Ứng thuật lại đại khái mọi chuyện mà mình biết, nói cả suy đoán của mình. Sau đó có một số luyện khí sĩ có ý đồ xấu, xuyên tạc na pháp, câu cá ăn người, dựa theo cách này tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ. Hiện tại cả luyện khí sĩ lẫn na sư, ai ai cũng cảm thấy bất an. Võ Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước nói, đáng tiếc, tuổi thọ của ta không đủ, không thể tới thế giới mà ngươi nói. Ta rất muốn truyền thụ võ đạo tới đó, gieo tinh thần thượng võ xuống dưới. Nếu quyết chí tiến thủ, cho dù không thể phi thăng nhưng cũng có thể sống thật huy hoàng. Khí huyết của ông hơi có dấu hiệu suy sụp, khiến Hứa Ứng thầm giật mình. Thân là cường giả tu thành võ đạo nguyên thần, bản thân chính là thần linh, có thể khống chế tất cả khiếu huyệt trong cơ thể. Phong bế bản thân, khiến tinh khí thần không tản mát, không sói mòn, luôn luôn nằm trong trạng thái đỉnh phong. Nhưng khí huyết của Võ Thiên Tôn xuất hiện dấu hiệu sa sút, cho thấy ông bắt đầu sai lầm trong việc khống chế thân thể. Thân thể của ông đã biến chất. Võ Thiên Tôn cười nói, ta rất muốn tới thế giới mà ngươi nói, dùng nắm đấm đánh nổ đầu mấy lão già câu cá kia. Nhưng thời gian không đợi ta, nếu sớm hơn 20 năm thì tốt biết bao. Ánh sáng trong mắt ông ảm đạm, cho dù không muốn thừa nhận mình đã già, không muốn nhận thua nhưng rốt cuộc thân thể này vẫn già rồi. Chiến trường thái cổ này có bí mật rất lớn, nó khiến người của thái sơ thế giới không thể tu hành. Võ Thiên Tôn đi phía trước, phát ra võ đạo tinh thần cường đại, hóa thành từng bóng người, quét qua xung quanh, nói, nó khiến chúng ta không có bất cứ thiên địa nguyên khí, thiên địa linh lực nào, chỉ có thể dựa vào thân thể mình, nắm đấm của mình, tinh thần của mình để sống sót. Ta không phải thiên tôn, không gì không làm được. Khí huyết của ông bắt đầu suy yếu, Hứa Ứng chứng kiến phía sau ông có khí huyết phất phơ, như cát bụi, tan vào trong gió. Ta không cách nào tăng cường võ đạo lên cực hạn, cũng không cách nào xua tan bóng tối, không cách nào ngăn cản cõi âm xâm lấn. Thậm chí ta không thể thăm dò chân tướng của chiến trường thái cổ này, không thể giải quyết nan để không có thiên địa nguyên khí. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 369, Nếu có ánh sáng, 2. Giọng nói của Võ Thiên Tôn vẫn vang dội như cũ, đi lại vẫn trầm ổn, tinh thần vẫn như lửa, càn quét khói mù và ma vật xung quanh. Nhưng sau lưng ông, khí huyết càng lúc càng trôi đi nhanh hơn. Hứa Ứng đuổi theo ông, nói, Võ Thiên Tôn, có lẽ ta có thể tầm long định vị cho ngươi, giúp ngươi tìm được thân thể lục bí. Chỉ cần ngươi mở được bí tàng nê hoàn trong lục bí là có thể câu lấy tiên dược. Võ Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước, giọng nói vọng lại, Hứa đạo hữu, tinh thần khí huyết hồn thể của võ giả hợp lại làm một, chặt chẽ tới không thể tách rời. Khoảnh khắc ngươi thấy khí huyết của ta trôi đi chứng tỏ hồn phách của ta cũng đang già yếu, thân thể ta cũng dần tử vong. Thân thể lục bí có lẽ không thể ngăn ta suy vong. Bước chân của ông càng lúc càng nhanh, cứ như muốn đuổi theo thời gian, định tới nơi xa hơn, dựng một con đường tạm coi là an toàn cho người sau. Ông đã là người mạnh nhất trong võ đạo, ông hy vọng dùng thời gian cuối cùng của mình để làm được nhiều chuyện hơn nữa. Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công, cuối cùng cũng đuổi kịp ông, đột nhiên tung người nhảy lên, chui vào khu vực hy di của ông. Y ngao du trong cơ thể Võ Thiên Tôn, tìm kiếm bí tàng nê hoàn trong lục bí. Trong cơ thể Võ Thiên Tôn, khí huyết như vầng mặt trời, nóng bức tới khó mà chịu nổi. Hứa Ứng như chui vào biển lửa, y bay trong thập nhị tọng lâu, vượt qua giao trì và thần kiều còn đang phong tỏa, bay qua cả nhật nguyệt. Cuối cùng, y cũng tìm thấy hỗn độn hải. Hỗn độn hải của Võ Thiên Tôn là hỗn độn hải đáng sợ nhất mà Hứa Ứng từng thấy, sóng cao vạn trượng, khí hỗn độn khủng khiếp xé tan hết thảy, mang đầy khí tức hủy diệt. Còn nê hoàn đã trở thành một thiên cầu trấn áp hỗn độn hải, khi nó chuyển động cả hỗn độn hải cũng bị cuốn theo, quay tròn quanh viên hỗn độn thiên cầu này. Hứa Ứng từng thấy hỗn độn hải của Trúc Thiền Thiền cưỡng ép tu vi của bản thân trong phạm vi khấu quan kỳ. Hỗn độn nê hoàn của cô đã khủng khiếp tới mức phi lai phong cũng khó mà mở ra. Chỉ e nê hoàn cung của Võ Thiên Tôn còn khó mở gấp 10 gấp trăm lần Trúc Thiền Thiền. Võ đạo đương nhiên cường đại, nhưng võ đạo không thể vận dụng pháp bảo như luyện khí sĩ, cũng mang ý nghĩa nê hoàn của Võ Thiên Tôn không cách nào mở ra. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, lấy ra bình ngọc mà mình cất kỹ, đổ một chút nguyên đạo tinh tụy vào trong khu vực hy di của ông. Nguyên đạo tinh tụy lan tràn, khiến cơ thể Võ Thiên Tôn tỏa ra mùi thơm ngát của tiên đạo linh căn.
Hứa Ứng bay ra khỏi khu vực hy di của ông, âm thầm truyền một chút trường sinh tiên dược thu được từ Nê Hoàn Động Thiên của mình vào trong cơ thể Võ Thiên Tôn. Khí sắc Võ Thiên Tôn cũng khá hơn nhiều, sắc mặt ông khôi phục hồng hào, giọng nói vang dội, cười nói, quả nhiên Hứa đạo hữu có phương thuốc tốt. Hứa Ứng nhìn khí huyết vẫn đang tiêu tán sau lưng ông, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề. Thân thể nguyên thần của Võ Thiên Tôn đồng thời tiêu vong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên đạo tinh tụy và trường sinh tiên dược không thể cứu vãn tính mạng ông. Vị tiền bối sáng tạo ra chiến thần bát pháp từng đặt chân lên con đường này, chắc chắn ông ấy đã đi xa hơn ta. Võ Thiên Tôn nhìn về phương xa, cười nói, ta nghe truyền thuyết cổ xưa, ông ấy trẻ hơn ta, cũng giỏi hơn ta, chắc chắn ông ấy có thể ra khỏi nơi này. Chắc chắn là vậy. Hứa Ứng phát hiện tinh khí nguyên thần của ông cũng bắt đầu xói mòn, vội vàng điều động hồn phách tiên dược lấy từ bí tàng dũng tuyền ra, truyền vào cơ thể của ông. Nhưng ngoài tinh khí, nguyên thần, võ đạo thần thức và sức lực của Võ Thiên Tôn đều đang suy yếu, khó mà ngừng được. Hứa Ứng điều động hết tiên dược của Ngọc Trì, Hoàng Đình, Giáng Cung, truyền toàn bộ vào cơ thể ông. Nhưng cũng chỉ là tạm thời trì hoãn, tốc độ tiêu vong của Võ Thiên Tôn càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau tốc độ tiêu vong sẽ vượt qua tốc độ truyền tiên dược của Hứa Ứng. Võ Thiên Tôn cũng thấy cấp thiết, mang theo Hứa Ứng lao đi nhanh hơn, xông thẳng về phía trước, bất luận trên đường có ma vật gì cũng đánh cho vỡ nát. Ông xông thẳng tới, càn quét tất cả, dọc đường đi dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó. Ông phát huy tinh nghĩa võ đạo tới mức tận cùng, đây là trận chiến thống khoái nhất trong cuộc đời ông, cũng là trận chiến mạnh nhất, ông biến sở học sở ngọc của bản thân thành lưỡi đao, thành ánh kiếm. Đem cảm ngộ của mình, dùng quyền cước làm bút, lấy khí huyết làm mực, vung ra một cách sung sướng. Ông muốn dùng tính mạng mình lưu lại một trang viết nổi bật trên thế gian này. Phía trước tiên quang lấp lánh, hào quang lóa mắt, quét sạch không khí mờ mịt cõi âm và chiến trường thái cổ. Hứa Ứng theo Võ Thiên Tôn đi tới nơi đó, bọn họ đi vào một ngọn núi cổ xưa, trên núi trải đầy đá ngũ sắc, sáng tới lóa mắt. Ngọn núi quá khổng lồ, không biết chu vi bao nhiêu. Quái phong âm trầm từ trên núi thổi xuống, tạo thành một bức tường gió quay quanh ngọn núi, tiêu hủy thân thể người, phá hủy hồn phách người. Bốn phía xung quanh bức tường gió là vô số xương trắng, bọn họ là cường giả chết trong bức tường gió này. Còn trên núi, từng thi thể lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời, bọn họ tỏa ra tiên quang mông lung, thánh khiết không gì sánh được, khiến nơi đó tươi đẹp như tiên cảnh. Hứa đạo hữu, nhìn kìa. Võ Thiên Tôn mỉm cười, giơ tay chỉ một hướng khác của ngọn núi. Hứa Ứng nhìn theo ngón tay ông, thấy một số quỷ hồn lơ lửng. Còn trên bầu trời phía sau quỷ hồn, xuất hiện một vực thẳm trên trời, có ánh sáng từ trên đó chiếu xuống. Hứa Ứng thầm vui mừng, vực tiên nhân. Võ Thiên Tôn là vực tiên nhân. Bên cạnh y, nụ cười của Võ Thiên Tôn cứng lại, khí huyết của ông tán loạn như thủy triều, tạo thành một màu đỏ tươi sau lưng ông, lơ lửng phía sau như chiếc áo choàng đỏ máu. Ta sẽ yên nghỉ ở đây, chỉ hướng cho các ngươi. Ông chút hơi thở cuối cùng, võ đạo tinh thần bay lên khỏi đỉnh đầu, tạo thành một ánh sáng rực rỡ trên không trung. Hứa Ứng nhìn lên luồng sáng rực rỡ này, trong lòng thầm nhủ, có một số người sống thành đuốc lửa. Y lại nhìn sang ngọn núi bên cạnh, đuốc của Võ Thiên Tôn sáng như vậy, nhưng đứng trước ngọn núi này lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ngọn núi lớn phủ đầy đá ngũ sắc này có rất nhiều thi thể tiên nhân trôi lơ lửng trên không trung, giống như đám người đuối nước lẳng lặng trôi nổi trên mặt nước, không hề nhúc nhích. Chắc chắn nơi đây đã xảy ra chuyện rất đáng sợ, khiến cho tiên nhân vẫn lạc. Hứa Ứng nhìn ngọn núi đó, tiên thi lơ lửng nơi đó khiến y có cảm giác quen thuộc, y từng gặp tiên thi tương tự khi thiên nhân cảm ứng. Khi đó y nhìn thấy tiên thi lơ lửng trong một con mắt khổng lồ, quái nhãn lấp kín cả vực sâu. Có lẽ bí ẩn thái sơ thế giới không có thiên địa nguyên khí nằm ngay trên ngọn núi ngũ sắc này, y thầm nhủ trong lòng. Đột nhiên trong núi có hào quang lóe lên, trong hào quang vang lên tiếng long ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc, mặt đất cũng bị chấn động tới mức rung chuyển. Chương 370, Ngũ sắc tiên sơn, Lăng mộ cửu nghi, 1. Thiên địa nguyên khí bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên nồng nặc dị thường, Hứa Ứng vội vàng quan sát, chỉ thấy từng bộ tiên thi lơ lửng trên không trung như khôi phục lại, lao nhao tỉnh lại từ tử vong. Bọn họ đứng sừng sững trên không trung, tỏa ra khí tức ngập trời, chấn áp hào quang trong núi. Hứa Ứng nhìn lên, chỉ thấy trong hào quang hiện lên từng văn tự lớn lớn nhỏ nhỏ,
theo kiểu chữ triện, là phù văn tiên đạo, được thi thể chư tiên tỏa khí tức kích hoạt, càng ngày càng tỏa ánh sáng rực rỡ. Phương vị của những tiên nhân kia đan xen nhau tinh thế, không giống như tùy tiện đứng ở đó. Bọn họ không bàn mà hợp với một loại trận pháp kỳ dị nào đó, tạo thành thế trấn áp. Hứa Ứng nghiên cứu phù văn trấn ma phong ấn mình, mấy ngày nay có rất nhiều thu hoạch. Y quan sát trong núi, chỉ cảm thấy những phù văn tiên đạo kia thật quen thuộc, nhưng chỗ y đang đứng quá thấp, nhìn không rõ. Núi ngũ sắc rung chuyển không ngừng, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên liên tục, hào quang cũng tỏa ra càng lúc càng rực rỡ, kịch liệt, thiên địa nguyên khí cũng hóa thành nồng đậm hơn. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được nguyên khí, tạo thành luồng khí ngũ sắc phun trào, từ trên núi chảy xuống. Những nơi khí ngũ sắc đi qua, chỉ thấy vạn vật khôi phục, cây cối tranh nhau sinh trưởng, trên ngọn núi ngũ sắc đã có vô số bụi cây xanh nhạt, hoa cỏ mọc rễ nảy mầm, tạo thành những màu sắc rực rỡ. Thậm chí Hứa Ứng còn chứng kiến kỳ chân dị thảo trên núi nở hoa kết trái, tụ tập thiên địa linh lực kết thành từng trái cây đỏ rực, bên ngoài trái cây còn có hoa văn do đạo tượng tự nhiên tạo thành. Võ Thiên Tôn, ngài nhìn đi, trái cây ẩn chứa đạo tượng, ăn vào sẽ có được thần thông. Y giơ tay chỉ lên núi ngũ sắc nhưng đột nhiên nhớ ra ông lão bên cạnh đã qua đời, sắc mặt không khỏi buồn bã. Khí ngũ sắc do thiên địa nguyên khí tạo thành vẫn đang chảy xuống dưới, gặp phải bức tường gió phong tỏa toàn bộ núi ngũ sắc ở dưới chân núi. Nhưng trong tường gió có một luồng thiên địa nguyên khí mờ nhạt chảy ra, khiến xương khô dưới bức tường dồn dập sinh ra máu thịt, lảo đảo đứng dậy. Hứa Ứng còn thấy đầu ngón tay của Võ Thiên Tôn đã tử vong cũng nhúc nhích, không khỏi giật mình. Nguyên khí ngũ sắc phun ra từ núi ngũ sắc còn có một loại lực lượng cải tử hoàn sinh, không ngờ lại tương tự như lục bí, có thể khiến thi thể Võ Thiên Tôn có được hoạt tính. Nếu có thể kiếm được một chút thiên địa nguyên khí, như vậy chẳng phải sẽ giúp Võ Thiên Tôn cải tử hoàn sinh ư? Ánh mắt y trở nên nông nóng, cho dù loại thiên địa nguyên khí này không thể làm Võ Thiên Tôn phục sinh, trên núi ngũ sắc còn có tiên mộc đã kết thành trái cây trong thiên địa nguyên khí. Không khéo hấp thu loại trái cây thiên địa nguyên khí kỳ diệu này sẽ có công dụng cải tử hoàn sinh. Ánh mắt Hứa Ứng càng nóng bỏng, nhìn lên tiên thi trên bầu trời. Ngay cả những tiên thi cũng được thiên địa nguyên khí trong núi ngũ sắc khôi phục lại, không khéo lên trên núi thì Võ Thiên Tôn có thể phục sinh thật. Nhưng bức tường gió này cản đường của y, đột nhiên phía xa có giọng nói vang lên, cuối cùng cũng chờ được. Rốt cuộc lăng mộ Cửu Nghi Sơn cũng mở ra lần nữa. Hứa Ứng nghe âm thanh này, lòng thầm giật mình, nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy phía xa là Nại Hà cuồn cuộn chảy thẳng tới, con sông của cõi âm vốn không chảy qua nơi đây, giờ phút này không hiểu sao lại đổi đường, cuồn cuộn chảy theo hướng này. Cờ xí bay phất phới trên mặt sông, một chiếc thuyền lầu xé gió lướt đi, đứng từ xa cũng thấy được một chiếc quan tài lớn trên thuyền. Sàn thuyền đâu đâu cũng là quỷ thần, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ các chủng loại, còn có phán quan, quỷ vương, âm trầm khủng khiếp. Thiên tử Âm Đình ngồi trong lầu các trên thuyền, thân thể hùng vĩ, cười ha hả nói, Tiêu khách huynh, ngươi tới chỗ ta làm khách, ta không thể không tiếp đãi. Lần này lăng mộ Cửu Nghi Sơn mở ra, ngươi cũng có cơ hội. Giọng nói của Lý Tiêu khách vang lên, có vẻ hơi suy yếu. Năm xưa nếu không có ta cõng ngươi rời khỏi lăng mộ Cửu Nghi Sơn, ngươi vẫn còn trôi bồng bềnh trên ngọn núi này. Thiên tử Âm Đình thản nhiên nói, năm xưa nếu không có ta chỉ điểm, ngươi cũng chết trong núi. Hôm nay ngươi bị trọng thương, lại bị Thanh Bích truy sát, bản thân còn khó bảo toàn, sao không khách khí với ta một chút? Lý Tiêu khách nói, đạo huynh dạy rất đúng, kẻ hèn này đã hiểu. Thiên tử Âm Đình cười ha hà nói, Tiêu khách như thần long, co được giãn được, lớn được nhỏ được, ẩn được hiện được, là long phượng trong chốn người. Giữa chúng ta đâu cần khách khí, nếu ngươi giúp ta lấy được bất tử dược, ta cũng đồng ý liên thủ cùng ngươi đối phó với Thanh Bích. Giọng nói của họ nhỏ dần, Lý Tiêu khách cấu kết với thiên tử Âm Đình, cùng tới ngọn núi ngũ sắc này tìm kiếm bất tử dược. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, thế chẳng phải hai kẻ khẩu thị tâm phi à? Vết thương trên trán thiên tử Âm Đình là do bát diện kiếm của Lý Tiêu khách cơ mà. Bọn họ phải là kẻ thù sinh tử mới đúng chứ. Trong lòng y chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nghe lời nói của họ thì thiên tử Âm Đình vốn là một bộ tiên thi trong núi ngũ sắc, là Lý Tiêu khách vác hắn ra. Giữa bọn họ không những không có thù, người lại là hảo hữu cùng một ruột. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, Nại Hà của cõi âm bành trướng rung động, va chạm lên núi ngũ sắc. Thuyền lầu trèo dọc theo Nại Hà đi về phía núi ngũ sắc, nhưng vị,
chí mà bọn họ đi tới cách nơi này tương đối xa. Thuyền vừa đỗ lại, đột nhiên có một giọng nói vang lên, bên kia có ánh sáng, có bóng người mơ hồ, tới xem thử đi. Nơi đó là chiến trường trong thời Thái Cổ, bên trong đều là ma vật, có gì đâu chứ, cẩn thận thì thuyền mới chạy được vạn năm. Hứa Ứng trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần của Võ Thiên Tôn như ngọn đuốc lửa, khiến quỷ thần trên thuyền lầu chú ý. Có quỷ thần bay về phía này, tốc độ rất nhanh, Hứa Ứng đứng trong cái bóng của Võ Thiên Tôn. Quỷ thần kia mặt xanh nanh vàng, là một quỷ vương, toàn thân xanh đậm, mình trần, trên người chỉ có mỗi một cái quần cộc. Đầu hắn trên nhọn dưới rộng, đỉnh đầu mọc ra một cái bướu thịt, dung mạo xấu xí. Hóa ra là một người chết, dọa ta giật cả mình. Quỷ vương kia thở phào một tiếng, miệng nói tiếng người, ta còn tưởng có quỷ. Y đang định quay người, đột nhiên trong bóng tối có một nắm đấm đánh về phía hắn. Hắn nhìn thấy Hứa Ứng phía sau nắm đấm, lấp lánh như thần vương của Chu Thiên Thiên Thần. Ngay khoảnh khắc sau đã phủ kín tầm mắt hắn, ngăn cản ánh mắt hắn. Quyền này đột nhiên sinh lôi, không đánh lên người hắn, chỉ nhẹ nhàng rung động trước mặt hắn là khiến hắn bị chấn động tới mức thần hồn vỡ nát, còn thân thể quỷ vương lại không tổn hại gì. Quyền này của Hứa Ứng không phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không tiết lộ bất cứ khí tức nào. Đây cũng là một trong chiến thần bát pháp, đạo trùy pháp. Cho dù quỷ vương bị quyền của y diệt sát thần hồn nhưng thân thể lại không chịu bất cứ thương tích nào, khí hương hỏa cũng không hề thay đổi, thậm chí trái tim còn đang đập. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.